Xin chào đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Labizer Bro 200, một dòng xe đạp cực kỳ là nổi tiếng và đẳng cấp trên toàn thế giới, thương hiệu của Pháp. Xe thì được sử dụng bộ rút chuyển động Shimano DOG, đùi trục rỗng cũng là của DOG luôn, khung nhôm và sử dụng cả bộ giảm sóc của Evicon là bản dòng sóc hơi. Toàn bộ khung là nhôm. Thương hiệu Labizer rất là nổi tiếng và đẳng cấp trên toàn thế giới, thương hiệu của Pháp. Model là ProRec 200. Sử dụng full bộ group chuyển động Shimano DOG. Trên là DOG LX. Đùi đĩa cũng là Shimano DOG luôn, đùi trục rộng. Và Mayer rất là ngon, Mayer SLX. SLX của Shimano. Dòng SLX này nó còn cao cấp hơn cả DOG các bác nhé. Như các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể đánh giá được. Nhưng mà Shimano thì không bao giờ họ làm bi vòng, họ chỉ làm bi côn bạc đạn, à bi côn thôi. Nhưng mà cái chất lượng côn, chất lượng bi của cái dòng Shimano này rất là tốt, cực kỳ là bền. SLX. Chuyển động DOG, với đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Bánh bánh là 26 inch, lốp con chế gơ của Mỹ. Lốp này còn tương đối là mới các bác nhé. Đến phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị, đây là tay bấm xả của DOG, xả DOG và phanh dầu WC, giảm sóc hơi của SR Santur Evicon. Những cái option cực kỳ là ngon này mà đang bán tại mức giá thì có là 9.800.000. Cấu hình cực kỳ là cao với cái tầm giá. Đồ DOG mà như SLX giảm sóc hơi. Bây giờ sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, khóa yên tới tâm củ phốt là 56 cm. Xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 73-74 đi phù hợp. Dùng 9 tầng líp và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá chỉ có là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.